Những ngày này, người dân xã Hoa Sơn đang khẩn trương thu hoạch cây sắn để chuẩn bị cho vụ mới. Là vùng nguyên liệu của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều đổi thay. Không chỉ có cây sắn, với lợi thế về đất đai và thổ nhưỡng, Hoa Sơn còn phát triển chè, mía, cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn. Sản xuất cây sắn phù hợp với cái diện tích đất ở từng vùng, còn cái vùng bài á, thì là trong mía mà còn về với đôi. Với trong vườn, thậm chí là dưa để trong vườn, họ vẫn cứ tận dụng để trong cái sản. Bởi vì giá trị trên đầu sao đưa lại, trên một quỹ đất thì bà con có thu nhập so với các cái cây khác thì chả càng ổn định. Anh Sơn là huyện có tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, diện tích trên 60.000 hecta. Trong đó, phần núi rừng chiếm tới 80% với nhiều loại lâm sản. Vùng bãi ven sông Lam có diện tích rộng lớn, thích hợp cho việc sản xuất cây màu nông nghiệp. Với lợi thế đất đai vùng Trung Du thuận lợi cho phát triển các vùng cây nguyên liệu, cho nên huyện Anh Sơn đã thu hút được nguồn lực đầu tư vào các nhà máy chế biến hiện đại, tạo thương hiệu mạnh trong tiêu thụ sản phẩm. Công ty hàng năm có những cái cơ chế riêng, từ tiền cày, tiền giống, tiền phấn bón và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình triển khai trong cây mía, chăm sóc cây mía và thu hoạch cây mía. Trước đấy thì bà con chủ yếu là trồng bằng tay, nhưng hiện nay thì trồng bằng máy, chăm sóc và bón cũng bằng máy và thu hoạch cũng bằng máy, cho nên trong cái công tác phát triển cái vùng nguyên liệu rất cần thiết cái việc là dồn điền đổi thửa và đưa đến các cái vùng đất mới. Làm viên nén là chủ lực là để xuất khẩu sang các nước châu Âu và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Cho nên là với những cái nước tiên tiến này họ yêu cầu là phải có chứng chỉ rừng bền vững thì họ mới nhập khẩu cho mình. Mong Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tạo điều kiện thuận lợi công ty để lắp chứng chỉ rừng bền vững cho dân. Và bên cạnh đó cũng mong muốn đề xuất là sắp tới là tạo thêm cái vùng nguyên liệu để công ty rộng hơn, để công ty có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Nằm trên hành lang kinh tế quốc lộ 7A được xác định là một trong bốn hành lang kinh tế của Nghệ An cần tập trung nguồn lực đầu tư để hình thành và phát triển tại Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có định hướng phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, cho thấy huyện Anh Sơn đang đi đúng hướng trong phát triển nông lâm nghiệp. Qua quá trình phát triển thì thấy rằng là các loại cây này đang phát huy hiệu quả kinh tế rất là cao, bởi vì nó gắn với là cái tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Chính vì vậy, một mặt huyện tập trung đầu tư khoa học công nghệ, chúng ta canh tác trên, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để canh tác trên những cái cánh đồng lớn, để rồi khuyến cáo người dân nên trồng những loại cây gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong thời gian tới thì cũng đề nghị anh Sơn cần phải là rà soát lại cái dư địa, cái quỹ đất với cái điều kiện thổ nhưỡng để phù hợp với để là các cái loại cây trồng chủ lực, trên cái cơ sở mà ba cái cây chủ lực mà đã gắn với chuỗi giá trị thì chúng ta sẽ tiếp tục là mở rộng diện tích để là cung cấp cho chế biến. Và song song với đó thì chúng ta sẽ tập trung để mà trồng rừng nguyên liệu, rồi là trồng rừng gỗ lớn để là nâng cao cái hiệu quả của sản xuất, và đồng thời chúng ta phát triển cái kinh tế dưới tán rừng. Với tiềm năng lợi thế cùng những giải pháp cụ thể, anh Sơn tự tin là một địa phương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển hành lang kinh tế quốc lộ 7A như định hướng của Nghị quyết 39.